Dạ, tại sao người nam có phước hơn người nữ? Tu trước người nữ mà lại gặp Phật pháp sau người nữ à? Ok vậy. Không, đây tức là nói hiện hiện trạng đó. Đây là nói hiện trạng đúng xã hội đó. Thì người người nữ đó, tại vì là cảm tính nhiều hơn là người nam thì lý trí hay là lý tính, mà người nữ thì cảm tính, đại khái là vậy. Mà cảm tính thì dễ cảm hơn, cảm tính nó cũng dễ là bị lung lạc, nhưng mà nếu mà cảm tính đúng á thì lại đi dễ vào đạo hơn. Còn bên kia lý trí nghe rồi còn không biết có đúng chưa à, phân vân nghi hoặc là gì đó, cho nên nó đi chậm hơn. Còn người nữ nghe cái là có khi nghe người đó là ngộ liền, mà cái ngộ nó là không qua lý trí. Nó khổ vậy đó. Bởi vì người nam thì phần lớn là lý trí nhiều quá, cho nên đâm đâm ra là cứ bị phân vân nghi hoặc. À, thì Đức Phật ngài có nói rất rõ như vậy đó, lý trí nhiều quá đó thì sinh nghi. Nhưng mà mình nói vậy thôi, tương đối vậy thôi, chứ còn còn tùy theo căn cơ trình độ của mỗi người, chứ không phải là căn cứ vào nam hay nữ. Dạ, thưa thầy, câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ thưa thầy, tác ý hay hướng ý là chỉ mới định hướng đúng sai, chưa tạo tác. Còn tư tác là hành động. Vậy sửa tư là sửa như thế nào cho hợp lẽ? Khi các vọng niệm và tâm khởi lên, con thấy tư tác thì cảm xúc khởi lên nên gây phiền não. Vậy khi đối duyên, con chỉ cần hành động đáp trả hành động và thấy rõ các pháp nên không bỏ vào cảm xúc thì có đúng không ạ? Ừ, cũng đúng. Thì tức là mình khi mà mình nhìn thấy nghe gì đó tiếp xúc hay là biết mà cái tâm mà giống như hồi nãy nó tiến tấn niệm định tuệ đó, tức là nếu nếu mà mình nhìn mọi sự với cái tâm mà tiến tấn niệm định tuệ đó, thì nó sẽ không bị dao động. Cái cảm xúc á, thì nó cũng có những cái cảm xúc tốt, có cái cảm xúc không tốt. Chứ không phải là có nhiều người nói là cảm xúc nào cũng phát xuất từ vô minh là sai. Có những cảm xúc tốt, có những cảm xúc không tốt. Nhưng mà thí dụ như là Đức Phật nghe người đệ tử thuyết pháp mà ngài hoan hỷ, thì ngài hoan hỷ cũng là cảm xúc đó. Có thể là cái cảm xúc tốt, cảm xúc không tốt, và cũng có những cái cảm xúc là duyên khởi tự nhiên. Duyên khởi tự nhiên tức là cái khởi đó nó rất là trong sáng, cho nó không có đem lại cái phiền não khổ đau gì cả, thì đâu có sao. Cho nên mình cũng phải phân biệt cái loại cảm xúc nào. Còn á, trong đời sống á, thì mình chỉ cần là như Đức Phật nói, nó không làm các điều ác, làm các điều lành và tâm thanh tịnh trong sáng là được. Vậy thôi. Bản chất của tâm mình là nó thanh tịnh trong sáng. Thì bây giờ mình sống với cái bản chất tâm thanh tịnh trong sáng đó, còn bên ngoài khi ứng ra đó thì đừng làm các điều ác mà làm các điều lành thôi là xong rồi. Chứ đâu cần gì nhiều. Còn á, nếu mà khi mình bây giờ thực tế là mình có cảm xúc thì mình chỉ biết cảm xúc thôi. Mình chỉ trọn vẹn cảm nhận cái cảm xúc đó. Thì mình khi mình trọn vẹn cảm nhận á, thì mình sẽ thấu rõ được cái cảm xúc đó như thế nào. Cảm xúc đó là tốt hay xấu, hay là cảm xúc đó như thế nào là mình thấy rõ hơn. Còn không á, nếu mà mình không có trọn vẹn rõ biết á, thì mình sẽ bị cái cảm xúc đó nó lôi lôi cuốn đi. Đại khái là vậy đó. Cảm xúc cảm thọ gì cũng vậy, tức là nó sẽ lôi cuốn mình đi. Dạ, thưa thầy, câu hỏi tiếp theo ạ. Con cảm nhận trong cuộc sống đôi khi biết được là mình đang bị ảnh hưởng bởi các trần cái, nhưng trong công việc gia đình vẫn phải tiếp diễn và không làm chủ được cảm xúc.
thì có cần phải tách mình ra khỏi đó không ạ? Cái đó thì tùy tùy trường hợp. Có nếu mình tách ra khỏi những cái môi trường mà không tốt đó, là đúng. Nhưng mà cũng có đôi lúc đó, có những cái môi trường mà mình không thể tách ra được, thì mình cũng vẫn phải ở trong đó. Mà lúc đó là mình chỉ có điều chỉnh, là điều chỉnh cái thái độ của mình thôi. Nói chung là mình điều chỉnh thái độ của mình là chính. Chứ còn mình có khi mình cũng thể mà thay đổi hoàn cảnh được. Cho nên người ta mới nói là mình sinh ra không phải là để thay đổi hoàn cảnh, mà chính hoàn cảnh sinh ra là để giúp thay đổi chính mình. Đó. Tức là mình trong tất cả mọi việc ấy, thì cái chính vẫn là thay đổi thái độ của mình, chứ không phải là thay đổi cái hoàn cảnh bên ngoài. Nhưng mà khi mình thay đổi cái thái độ của mình á, thì có khi cái hoàn cảnh bên ngoài nó lại thay đổi. À, nhưng mà khi mà mình mà không thay đổi cái hoàn cảnh của mình á, thì lại là mình cứ thấy bực mình với cái hoàn cảnh bên ngoài đó. Cho nên cái bài học mà cốt lõi của đạo Phật vẫn là thay đổi cái thái độ, nhận thức và hành vi của mình trước vạn pháp. Dạ, câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ thưa thầy, cho con hỏi là nếu không có ngã thì không có linh hồn, vậy cái gì sẽ tồn tại sau khi chết và kiếp trước kiếp sau gắn với cái gì ạ? Cái câu hỏi này cũng hơi lạ đó. Tức là ngay trong cái câu hỏi ấy, cũng đã tự mình gán cho nó, từ mình gán cho nó một cái quan niệm nào đó, xong rồi mình đi hỏi cái quan niệm đó. Tại vì mình phải hiểu cái chữ ngã nó là cái gì mới được. Thí dụ như khi mình ngủ chẳng hạn, thì lúc đó mình hoàn toàn không có một cái khái niệm gì về ngã cả. Những cái khái niệm về ngã nó biến mất đó, lúc đó chỉ có ngủ thôi. Đó. Nhưng mà trong cái ngủ đó thì là thân và tâm vẫn có. Thành ra đâu có thể nói là khi mà không có cái ngã thì lúc đó là không có linh hồn. Tại sao nói khi không có ngã thì không có linh hồn? Bởi vì khi mình ngủ thì thật ra là thân tâm mình vẫn còn. Nhưng mà lúc thân tâm lúc đó nó sẽ hoạt động theo cái tự nhiên của nó. Còn khi có bản ngã đó thì nó lại có một hoạt động khác nữa. Khi không có bản ngã đó thì thân và tâm nó sẽ hoạt động theo một hoạt động hoàn toàn tự nhiên. Đó. Nhưng mà khi mình có cái bản ngã đó, thì mình muốn thân tâm hoạt động theo ý mình. Đó, nó khác biệt như vậy thôi. Đó. Cho nên đó, khi mà mình mặc vào một cái bản ngã rồi á, thì lúc đó mình sẽ hành động theo, mình nhận thức và hành vi theo cái bản ngã đó. Thí dụ như bây giờ ông đó ông đang làm một cái chức vụ đó, chẳng hạn bây giờ một giám đốc đi, hay là một cái chủ tịch gì đó, hay là thủ tướng gì đó chẳng hạn, thì tự nhiên ông thấy là mình là một thủ tướng, mình là một thủ trưởng, mình là một giám đốc. Thế còn thật ra là trong thân tâm của ông là không tìm đâu ra cái giám đốc hết trơn. Không biết cái giám đốc nó nằm ở chỗ nào. Ngoài trừ ra là có đeo vô cái bảng giám đốc. Thì cái bảng đó là đeo ngoài thôi. Chứ còn trong thân tâm ông không có tìm đâu ra cái chỗ nào mà có cái giám đốc ở trong đó cả. Ông tìm ra là nào chỉ có
tế bào, chỉ có cái mắt, chỉ có thần kinh, chỉ có tóc, chỉ có đó. Thì thôi chứ đâu có cái nào mà giám đốc ở trong đó đâu. Nhưng mà cái ngã giám đốc của ông có thể là làm lợi ích cho rất nhiều người hoặc là làm hại rất là nhiều người. Cho nên cái ngã là cái đó, cái ngã đó nó không có thật có. Cái đó là mình từ tạo ra thôi. Nhưng bây giờ ông đó vì phạm pháp gì đó bị bắt vô ở tù. Bây giờ vô ở tù rồi thì lúc đó mình lại là có một cái ngã khác, đó là ngã tù nhân đó. Thì cái ngã đó là cái mà mình chỉ là ảo tượng mà gán vào thôi chứ nó không có. Còn cái con người thực á, là mà con người thực cũng không có luôn. Bởi vì con người thực là con người lúc nào, con người lúc 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi, 20 tuổi là con người nào là con người thực. Ngay cả con người thực của mình thì máu nó cũng thay đổi từng giờ. Tư tưởng của mình thì nó thay đổi từng sát na. Đó, tất cả đều thay đổi trong người mình, có chỗ nào đâu mà bây giờ nói cái xác, cái thân tâm thật này đó cũng không có xác định cái chỗ nào là ngã được cả. Nhưng mà nó vẫn sống đó, nó vẫn hoạt động, thì làm sao lại nói là không có ngã thì không có linh hồn là sao? Cái đó là tự mình quan niệm, nó đặt câu hỏi theo quan niệm mình thôi, trên thực tế đâu có. Hết câu hỏi và cũng hết giờ luôn. Kính xin thầy dạy con làm sao chuyển ngũ căn thành ngũ lực ạ? Và có phải hành thiền định để tăng định lên không ạ? Thật ra cái ngũ căn ngũ lực là nó tự nhiên thôi. Ví dụ như mình vẫn tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì tự động nó phát huy cái ngũ trắc căng đấy thành ngũ lực. Tại sao gọi ngũ căng là bởi vì năm cái điều này nó có sẵn trong mỗi người hết á. Bây giờ chỉ có phát huy lên thôi, cho mình không có tạo ra nó. Tạo ra nó là tạo ra là sai hết. Tín tấn niệm định tuệ gì mà mình tạo ra là đều sai hết. Mà nó có sẵn trong á, bây giờ mình chỉ cần là sống tròn vẹn tỉnh thức thì tất cả những cái yếu tố đó nó sẽ từ phát huy. Thầy thì thầy dùng từ phát huy chứ không dùng từ phát triển. Vì phát triển là mình làm cho nó ra thêm, còn phát huy là nó sáng nhưng mà bây giờ mình không che lấp nữa thì nó sẽ sáng ra vậy thôi. Tức là nó sáng sẵn rồi. Nếu mà bây giờ mình không có cái gì che chắn thì nó sẽ sáng. Nó phát huy cái ánh sáng đó ra. Còn cái phát triển là mình có ít rồi mình làm nó thành nhiều, là hai cái đó nó khác nhau. Cho nên thầy không có dùng từ phát triển mà thường dùng từ phát huy, không dùng từ kinh nghiệm mà dùng từ trải nghiệm. Tức là mấy cái đó nó rất là vi tế. Thì kia khi mà mình có một cái này là nó một liên hoàn ấy, nó có một liên hoàn của nó. Cái liên hoàn nó rất tự nhiên. Khi ví dụ như khi mình tin, tự tin vào một cái việc gì đó, mình khoan nói chuyện giác ngộ giải thoát, bây giờ mình tin vào một việc gì đó. Thí dụ như là mình tin là mình có thể vẽ được. Giả sử như vậy đi. Thì khi mà mình có cái niềm tin đó thì lúc đó mình mới là, khi có niềm tin đó tin vào cái gì đó rồi thì lúc đó mình cũng còn cái buông lung phóng dật, tức là tinh tấn. Nhất là khi mà trong tu tập đó, khi mà mình tin rằng là tất cả pháp hoàn hảo đã có sẵn ở nơi mình, khi mình có niềm tin đó thì mình cũng còn buông lung phóng dật nữa, tức là tinh tấn. Và khi mà đã không còn buông lung phóng dật á thì lúc đó mình tròn vẹn với cái hoàn hảo đang là, cho nên cái đó là tinh tấn, là niệm. Và tâm không dao động nữa vì nó đã hoàn toàn là tròn vẹn với cái pháp hoàn hảo đang là, cho nên không có dao động nữa, tức là định. Và vì vậy cho nên á, rõ biết cái đang là tuệ.
Thì tín tấn niệm định tuệ là chuyện rất là tự nhiên. Nhưng bây giờ khi mình hành á, giả sử mình đang hiện tại một phương pháp, nhưng mà mình vẫn nghi hoặc, không biết mình hành đã đúng chưa, không biết cái phương pháp này, sao bên kia cũng có một phương pháp mà người ta nói hay nữa, sao mình đang hành cái phương pháp này mà lại có cái phương pháp kia cũng hay. Thế nên mình cứ nghi ngờ ngờ vậy, cho nên mình không có đủ cái niềm tin thật sự. Đó. Mà tin ở đây là chánh tín, tức là tin vào cái đã thật thật có, chứ không phải nếu mà mình chỉ tin mà tin cái tin khơi khơi vậy thôi thì nó cũng phải là tin. Tức là khi mình đã, ví dụ như khi một cái người mà tu chánh niệm tỉnh giác rồi và bắt đầu thấy ra được, ồ thì thấy ra là không phải đi tìm đâu cả mà tất cả đều là ở nơi mình rồi. Khi mà người đó có cái, nói như theo bên thiền tông là người đó ngộ á, tức là khi ngộ ra rồi á thì lúc đó mới bắt đầu thực sự có, mới tín rồi. Mà khi tín đó thì lúc đó không còn buông lung phóng dật để đi tìm cái gì khác nữa, và trọn vẹn với cái pháp đang là đó, không dao động và rõ việc đó, vậy là tín tấn niệm định tuệ. Mà cứ như vậy, bây giờ ban đầu khi mà mình có niềm tin như vậy rồi á, mình còn dao động nữa, bây giờ mình ngay trong cái đi là mình đã tin tưởng trong cái đi rồi, trong cái đi đã đạt niết bàn rồi, chứ không cần, không phải là đi để tìm niết bàn, ngay trong đi đã niết bàn rồi đó. Nếu mà cái người mà đã thấy ra được đó, tức là người mà đã ngộ thì lúc đó là không còn, là cái tín tấn niệm định tuệ đó tự động nó sẽ trở thành ra một cái năng lực, một sức mạnh, cho nên gọi là ngũ căn ngũ lực. Chứ không phải là ngồi mình nói là mình luyện định riêng, rồi luyện niệm riêng, rồi luyện tuệ riêng, không phải vậy đâu. Mà cái này là một liên hoàn, mà nó khi đã có cái niềm tin thì tự nhiên nó tín tấn niệm định tuệ. Một người bây giờ nói chuyện, hồi nãy thầy nói cái đầu á, nói cái đầu á là nói chuyện bình thường thôi. Ví dụ như một người nấu ăn giỏi thì bây giờ họ tự tin là nấu ăn, thì giao cho họ nấu ăn món gì đó là họ rất tự tin. Bởi vì tự tin cho nên không còn cái suy nghĩ mông lung gì nữa, cho nên cứ tròn vẹn mà nấu thôi, nó không có dao động gì nữa. Thì lúc đó biết rất là rõ là mình nấu bỏ muối bao nhiêu, bỏ cái gì bao nhiêu. Đó là cũng tín tấn niệm định tuệ đó. Dạ, câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ thưa thầy, sự liên hệ giữa kinh dịch và đạo Phật, và con nên bắt đầu từ đâu khi vừa thực hành thiền tuệ và vừa học kinh dịch ạ? Thật ra khi mình thực hành thiền tuệ đó là mình đang học kinh dịch rồi. Bởi vì thiền tuệ thì Đức Phật Ngài nói là quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây, không đồng, không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Thì cái tinh thần đó là nó giống cái tinh thần mà của dịch lý, là nói là dịch vô vi dạ, vô tu dạ. À, dịch đó, vô vi dạ, vô tư dạ, tức là cái tâm hoàn toàn chánh niệm tỉnh giác này, tịch nhiên bất động đó, tịch nhiên bất động, cũng nói tịch bất động nhé, tịch nhiên bất động thì cảm như toại thông thiên hạ chi cố, thì tự nhiên là mình sẽ thấu hiểu được cái nguyên lý vận hành của pháp hay là dịch đó. Chữ dịch đó, thì thầy trong ngôn ngữ Phật giáo đó thì thầy gọi là nguyên lý vận hành của pháp đó, tức là đạo dịch đó, nguyên lý vận hành của pháp. Vậy thì bây giờ mình muốn thấy được cái nguyên lý vận hành của pháp đó, chẳng hạn như thấy vô thường khổ vô ngã chẳng hạn, đó là thấy ra nguyên lý vận hành của pháp. Và khi mà mình thấy được cái nguyên lý vận hành của pháp như vậy á,
Thì tức là cảm như tuệ thông thiên hạ chi cố. Đó là dịch. Thành ra cái cách học, cách mà học dịch đó, thì cách học dịch đó, người ta có một cái từ rất là hay mà thầy rất là tâm đắc, đó là cái tâm, cái từ gọi là chiêm kỳ tưởng như hoàng kỳ tư. Nhưng mà chiêm kỳ tưởng như hoàng kỳ tư mà người ta thường hiểu đó, là nhìn các cái vật đó. Đó, ví dụ như là vật dương rồi vật âm bột dương chồng chồng nhau như vậy đó, rồi nhìn cái tường đó đó mà hiểu được cái ý nghĩa, thì lên khi học dịch lý là người ta hiểu kiểu đó, nhưng mà thầy là hiểu khác, chiếm cái tường như hoàng cái từ, tức là mình nhìn cái hiện tượng mà mình thấy ra được ý nghĩa của nó. Thí dụ như mình nhìn cái ngọn lá rơi là mình thấy ra được vô thường, đó là chiêm kỳ tưởng như hoàng kỳ từ. Thì thành ở trong đó nó có cái từ mà chiêm hoàng là rất hay, cái từ chiêm hoàng á, cái từ chiêm hoàng á là cũng gần như là nó có thể tương đương với cái từ mà chánh niệm tỉnh giác á. Cái chữ hoàng đó, chiêm hoàng đó tức là quan sát đó. Chữ cứ chiêm hoàng đó có nghĩa là quan sát. Thì cái quan sát mà quan sát một cách trọn vẹn thì cái đó là chánh niệm tỉnh giác. Cho nên cái từ thì nó khác nhau, nhưng mà thật ra là rất hay. Rồi đó, biết trong dịch lý nó có cái từ là thời vì trung chính. Thời vì trung chính đó, thời là bây giờ, vì là tại đây, trung chính là đúng như nó là, thì đó là chánh niệm tỉnh giác. cho nên cái đó là rất hay. Có thể nói là Đức Phật thì ngài không nói gì dịch lý cả, nhưng mà ngài dạy người ta sống dịch lý, sống cũng dịch lý luôn, chứ không phải là kiểu mà dịch như thế là mình học dịch trên kinh dịch, mà là học dịch ngay trong đời sống. Đức Phật đó, học dịch trong đời sống. Còn bên kia là người ta nghiên cứu dịch trên cái mu rùa để mà thấy ra các cái tường một dương một âm, một dương một âm gì đó chẳng hạn. Thì nó ra tường gì, nếu mà sáu dương thì nó ra tường gì, mà là ba dương ba âm thì nó ra tường gì, đó là cái tường. Thì người ta lại quan sát trên cái tường đó. Còn Đức Phật lại cụ thể là quan sát ngay trên cái hiện tượng đang diễn ra. Đó. Thì nó thật ra giống nhau thôi. Dạ thưa thầy, câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ thưa thầy, cho con hỏi về thể tướng dụng của thân và tâm ạ. Tướng dụng thì về tướng dụng thôi nha thầy. Cái này á, là khi mà nói thể tướng dụng là nó vô cùng. Ví dụ như bây giờ cái thân mình đi, bây giờ thân là thân gì, bây giờ mình nhìn một cái người cái thân cái dạng như vậy đó, đó là cái thân, thì đó là tướng đó, đó là tướng. Nhưng bây giờ khi đi thì tướng khác, khi ngồi thì tướng khác, khi nằm thì tướng khác, mỗi lúc mỗi tướng mỗi khác hết. Cho nên bây giờ mình xác định tướng là tướng gì là đâu có biết được. Bây giờ một người thì làm sao mình nói tướng gì được, mà mình chỉ biết là tướng thôi, chứ còn mình nói là tướng gì. Bây giờ người đó mới sinh ra thì như thế nào, rồi 1 tuổi thế nào, 2 tuổi thế nào, 10 tuổi thế nào, 20 tuổi thế nào, 80 tuổi thế nào, thì đâu có cái tướng nào nhất định đâu. Cái tướng là ngay cái tướng nó cũng thay đổi đó. Cho nên là mình đừng có quá xác định là về tướng là gì. Còn dùng thì vô số dùng đó. Ví dụ bây giờ nói cái thân người, nhưng mà có người thân người thì làm xây dựng, mà có người thân người thì làm bác sĩ, có người thân người thì làm tu sĩ. Mỗi thân người cái dùng mỗi khác, giờ biết nói dùng là cái gì.
Cho nên đừng đừng có ngồi mà cố mà cứ phân biệt là tâm hệ tướng dụng là gì, rồi thân hệ tướng dụng là gì, làm gì. Mình chỉ thấy ngay trong cái đời sống của mình á, thì tự nhiên mình sẽ thấy ra hệ tướng dụng là gì. Nhưng mà cũng chẳng cần nữa. Muốn muốn hình thành một cái triết lý gì đó thì cái đó mới là xác định là hệ tướng dụng là gì thôi chứ còn. Còn bây giờ ngay trong đời sống mình là luôn là đang thể hiện cái thể tướng dụng đó. Đó. Tất nhiên là thể nước thì nó khác với thể đất. Đó, khi người ta vẽ một bức tranh ấy, thì người ta hay dùng cái từ là ma che. Ma che là cái gì? Ma che chính là cái thể chất của cái bức tranh đó. Material. Dạ, câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ thầy. À, hiểu rõ đúng sai mà không phân biệt vướng mắc, con thấy khó quá ạ. À, cái ta ảo tưởng cho là đúng tốt hơn thua, có phải là cứ thấy thôi, còn muốn làm gì đó thay đổi theo ý mình là sai, có phải không ạ? Nhưng mà cái này á, cũng đừng có phân biệt, bây giờ chỉ thấy thôi. Bây giờ về mình chỉ thấy, thì trong cái thấy đó, tự nhiên nó mới thấy ra được là cái gì là tự nhiên, còn cái gì là cố ý. Mà cố ý đó, cố ý theo tự nhiên hay là cố ý theo cái ảo tưởng, đó như vậy thôi. Cho mình cần biết đâu là ngã, đâu không ngã vậy đó. Đó là mình phân tích để cho thấy vậy thôi. Phân tích để cho mình thấy có ngã, ngã thì nó phiền não khổ đau như thế nào, không ngã thì thế nào thì thôi. Chứ còn trên thực tế là mình cứ thấy thôi. Đó. Bây giờ chỉ cần thấy là cái gì thì đưa nhận thức và hành vi nào thì đưa đến phiền não khổ đau, nhận thức và hành vi nào thì không đưa đến phiền não khổ đau, vậy thôi. Khi mà mình nhìn thấy rõ hết tất cả những cái đó, tự nhiên mình sẽ biết đâu là ngã, biết đâu là vô ngã. Còn bây giờ là mình định nghĩa chơi thôi. Định nghĩa chơi cho biết vậy thôi. Còn trên thực tế là mình phải tự khám phá. Chứ đừng có quá là tin tưởng vào cái định nghĩa. Phần lớn những câu hỏi mà hỏi thầy là cứ muốn hỏi định nghĩa thôi. Định nghĩa tâm là gì? Định nghĩa thân là gì? Định nghĩa để làm gì? Bây giờ muốn biết thân là gì thì mình cứ quan sát xem thử đi đứng nằm ngồi trạng thái gì, hoạt động gì như thế nào thì thấy thôi. Bây giờ mình định nghĩa chứ. Thì có nhiều người tin vào cái định nghĩa bây giờ nó cứng nhắc luôn. Thầy một cái từ thầy có 100 định nghĩa. Có khi nói chánh niệm mà thầy nói kiểu khác, có khi chánh niệm nó nói kiểu khác, tùy theo mọi người. Làm sao mà để cho họ thấy ra là được, thấy ra cái thật như thế nào là được. Chứ không quan trọng là lúc nào cũng phải nhớ là chánh niệm là một số từ định nghĩa bằng 10 từ thì phải cứ 10 từ cho thêm 11 là sai. Không có chuyện đó. Cho nên đừng có quá tin tưởng vào cái định nghĩa, đừng bao giờ cố tìm định nghĩa, mà là phải thấy được nghĩa thực, thực chứng được cái nghĩa thực của nó thì mới được. Mà nghĩa thực ấy, thì nó là vô lượng nghĩa, bất kỳ một pháp gì cũng đều có vô lượng nghĩa cả. Dạ thưa thầy, câu hỏi tiếp theo. Dạ xin thầy giải thích bài kệ sống vốn là trải nghiệm, lặng lẽ chẳng ba hoa, là ai không cần hỏi, ta là cái ta là. Thì vậy thôi, thì cũng như hồi nãy thầy nói đó, tức là mình đang là thế nào thì mình thấy như vậy thôi. Đang uống nước, đang ăn cơm, đang đi, đang ngồi, đang thế nào đó, thì cái quan trọng là thấy cái đang là đó. Cho mình đừng không, mình đừng xác nhận mình là cái gì cả. Mình là đang đi, mình là đang ăn đó, mình là đang đói, đang no, tất cả là đang là một cái hiện tượng vậy thôi. Đó, cái hiện tượng đang diễn tiến như vậy.
Rồi bây giờ mình xác nhận mình là ai để thì vô ích. Và khi mình xác nhận mình là ai á, tức là mình tự đóng khung lại, nó không có là uyển chuyển biến hóa vô cùng được. Cho nên là ta là cái ta là thôi, ta là cái ta đang là, cái đang là vậy thôi. Chứ còn đừng nên xác nhận mình là cái gì cả. Dạ thưa thầy, câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ thưa thầy, trong duy thức có nhắc xúc thọ tưởng tư và tác ý, xin thầy giảng thêm cho con về tư, vì đây là mối dẫn con người đi luân hồi chứ không phải là do tác ý à. Sửa tâm là sửa cái tư, có phải không ạ? À? Chữ tư đó thì tại do có hai cái từ mà mình dịch lẫn lộn với nhau. Đó là cái từ tác ý, trong đó nó có hai cái từ Pali đó là manasikara, thì dịch là tác ý. Đúng ra là manasikara là dịch là tác ý, còn cái tư là chetana là tư. Thì cái tạm thời mình định nghĩa là chetana là có chú ý, có chú ý tạo tác. Cho nên gọi đôi lúc mình nói cho nó dễ hiểu hơn chút xíu, mình nói là tư tác. Đó. Bên kia là tác ý, còn bên này là tư tác. Mà đúng ra là mình dùng chữ tác ý đó thì cũng nói chung là ngôn từ là mệt lắm. Làm sao mà mình phải đi vào cái nội dung đó, chứ còn ngôn từ là mệt lắm. Ví dụ như nói là manasikara thì mình là nói là tác ý, dựa trên cái ngôn ngữ đó thì mình dịch là tác ý. Nhưng mà thật ra nó chưa có tác, trong đó nó chưa có tác. Bên cái tổ mà chetana đó thì có tác, còn bên cái manasikara là chưa có tác, chưa có tạo tác gì cả, mà nó chỉ có cái hướng của cái tâm thôi. Cái hướng nó rất quan trọng, cái hướng đó thì nó chưa có tạo tác gì cả, nhưng mà cái hướng đó là đúng hay sai, cái hướng nhìn đó là đúng hay sai. Đúng hay sai là sao? Tức là khi mình nhìn một cái vật mà thấy đúng như nó là đó, thì cái tâm hướng đó gọi là yoniso manasikara, tức là hướng tâm đúng với là đối tượng. Nhưng mà mình thường thường là mình không phải là yoniso manasikara mà là ayoniso manasikara, tức là mình nhìn cái gì ấy, thì mình cũng nhìn theo cái tướng của mình, chứ không phải là nhìn đúng như đối tượng đang làm. Cho nên thầy mới nói là một cái là mình thấy pháp đang làm, hay là mình tượng pháp là, cho pháp là, muốn pháp phải là, mong pháp sẽ là gì đó, thì cái cái mà tượng pháp là đó là đã bắt đầu là nó đi theo cái hướng mà là ayoniso manasikara, tức là tác ý phi như lý tác ý. Cái chữ như lý ở đây tức là pháp đang là đó, như lý tức là như pháp đang là. Còn phi như lý là như pháp mình tưởng là. Giống như cái sợi dây mà tưởng cũng rắn á, tức là sợi dây á, nếu mình thấy với một cái tâm hướng mà
mà không, giả sử như một người đó đang sờ sờ rắn, cái người đó sẵn ở trong người là sờ rắn rồi, cho nên bây giờ thấy sợi dây nghĩa là liền là tưởng là con rắn, tức là cái hướng tâm mà trên cái đối tượng đó, đó là sai, sai với sự thật, mà chỉ mới hướng tâm thôi, nghĩa là mới nhìn cái là đã hướng tâm tới là đã sai sự thật rồi, cho nên nó mới tượng đã thành con rắn. Mà tượng đã thành con rắn thì mới đến tư, mới đến tư, thì tư đó là quyết định phải giết con rắn này, hay là quyết định là chạy đi chẳng hạn, thì cái đó là thành tư. Tư tức là chú ý hành động, hay là hành động có chú ý, là cái đó là chetana, thì cái đó là gọi là tư tác. Còn bên này là cái manasikara, là mới cái hướng hướng tâm đến đúng hay sai thôi, đúng với sai với cái thực rồi. Cho nên cái dùng một cái từ tác ý là mình dịch cho cái tự tư đó là nó sai. Mà cái từ mà manasikara đó thì nói là hướng ý thì đúng hơn đó. Hay là ý hướng thì đúng hơn, là mình nói là tác ý, bởi vì tác ý nó dễ nhầm lẫn với là cái tư tác bên này. Do nó nhầm một cái từ tác á, mà nó sinh ra là nhầm lẫn với nhau. Cho nên trong cái nghiệp á, Đức Phật ngài nói chetana hang phikave kammang vadami, Như Lai nói là tác ý là nghiệp, tác tư tác là nghiệp, chứ không phải là tác ý. Nhưng mà bây giờ hồi nào giờ là ai cứ dịch là tác ý là nghiệp, cho nên tác ý chưa có nghiệp, tức là cái mới hướng tâm thôi, hướng tâm sai hay đúng thôi. Còn khi mà nghiệp á, là nó trở thành thiện hay ác, khi mà tư trong tư là nó trở thành thiện hay ác, còn bên này là chỉ mới đúng hay sai chứ chưa phải là thiện hay ác. Trong cái manasikara là đúng hay sai, còn cái chetana là thiện hay ác. Dạ, câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ thưa thầy, cho con hỏi về thực tế vô ngôn là như thế nào ạ? Thực tế vô ngôn mà. Chứ thực tế vô ngôn tức là pháp như nó đang là đó. Còn mình khi mà mình đã đặt tên cho nó đó, hay là mình khái niệm hóa, trong cái khái niệm hóa nó có hai cái loại khái niệm, tức là tạo thành một khái niệm nhưng mà chưa đặt tên. Thì cái khái niệm đó người ta gọi là vật khái niệm hay là nghĩa khái niệm. Nếu là cái vật cụ thể thì gọi là vật khái niệm, còn cái mà trừu tượng thì gọi là nghĩa khái niệm. Thì thí dụ như mình đi vô trong rừng thì mình thấy một cái trái gì đó, nhưng mình biết tên gì. Mình mới khi mình ra khỏi rừng mình mới mất nói lại với một người khác, hồi tôi ở trong đó tôi thấy có cái trái nó như thế này tròn tròn gì đó, tức là đang nói về vật khái niệm, chưa có danh khái niệm. Sau đó đó mình mới đặt cho nó một cái tên. Giống như hồi xưa thầy đi vô trong rừng á, cái thầy lại phong lan á, hồi đó ở ngoài huyền không á, leo lên núi lên thấy có phong lan, trong đó nó có một cái lan mà ở trong cái ở bên trong á, nó có hai cái chấm, hai cái viên giống như hai viên ngọc màu tím á. Thì chỉ vậy thôi, mà sau ra mới ngồi, anh em ngồi mới nói là thì như vậy mình đặt cái tên nó là song tự ngọc. Song tự ngọc tức là hai cái viên ngọc tím. Thì bây giờ là đã phần người ta gọi cái làng nó là song tự ngọc, thì cái từ đặt song tự ngọc đó là chính là thầy đặt đầu tiên đó. Thì cái đó là mình đặt tên thôi,
khi mình gửi lên trên đầu mình một cái hình ảnh đó, thì cái đó gọi là vật khái niệm. Đó là hình ảnh thôi chứ không phải là cái này. Cái này mới là nó như nó đang là này. Còn khi mà mình nữa, giờ thầy cũng nói cái này, mình nói với người khác là cái trái này nó như thế này, thế này, thế này, cái đó là vật khái niệm. Rồi sau khi mà nói thế này rồi mà mình mới là thôi, vì nó giống cái bàn tay cho nên nói Phật thụ, ví dụ vậy. Thì đó là đặt tên. Nhưng mà tất cả các bàn pháp đó, nó là vô ngôn. Thì cái ông Bahiya đó, là khi ông lạc vào trong rừng đó, ông thấy cái này thế này, thấy cái kia thế kia, thấy cái nọ thế nọ thôi chứ. Hay là nghe cái tiếng cái con này tiếng con kia thì ông chỉ nghe vậy thôi chứ ông đâu cũng thế nào, ông không hình dung được cái vật khái niệm, mà cũng không hình dung được cái danh khái niệm gì cả, tức là chưa có tạo thành khái niệm gì cả. Cứ ngạc nhiên có cái tiếng chim kêu gì đó, không biết con gì, ngạc nhiên thấy cái bông rất là lạ vậy thôi. Thì khi mà Bahiya mà đi hỏi Đức Phật là A-la-hán là gì á, mà Đức Phật Ngài nói là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe đó, chính là Đức Phật Ngài biết rất là rõ khi ông ở trong rừng là ông chỉ trông thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe. Tức đừng có thêm vô những cái khái niệm ngôn ngữ tư tưởng rồi quan niệm đồ vào, mà chỉ thấy tất cả các pháp, là trả các pháp lại. Thầy thì thầy dùng cái từ là trả các pháp lại cho chính đó. Tức là mình thấy pháp nhưng mà đừng có tạo thành cái gì cả, mà trả nó lại cho chính đó. Thì cái đó chính là vô ngôn, tức là chưa qua khái niệm, chưa qua tư tưởng, chưa qua quan niệm gì cả. Mà cái mà nguy hiểm nhất là hình thành quan niệm, tạo thành hệ thống tư tưởng rồi hình thành quan niệm, là đã bóp chết cái sự thật vô ngôn. Cho nên cái tâm của một vị A-la-hán là một cái tâm mà chỉ phản ánh mọi sự, mọi vật như nó là thôi, chứ không có thêm thắt vô trong đó cái gì cả. Vì vậy cho nên các vị đó người ta mới hoàn toàn giác ngộ giải thoát. Còn mình đó, là mình bị che lấp và trói buộc vào chính những khái niệm của mình tạo ra. Một trong những khái niệm mà làm người ta đau đầu nhất đó là cầu toàn, tức là cái gì cũng muốn hoàn hảo như ý mình. nhưng pháp ở trong trong pháp mình thấy không hoàn hảo đó, thì cái không hoàn hảo đó là cực kỳ hoàn hảo. Nhưng mà hoàn hảo theo thì không sao hết, nhưng mà khi mà mình hoàn hảo theo ý mình cái là mình vấp phải một bức tường rất là lớn, đó là bức tường phiền não khổ đau. Dạ thưa thầy, câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ thưa thầy, trong một góc nhìn, có phải Đức Chúa cũng là pháp, là các quy luật khách quan của vũ trụ sẽ cứu rỗi, giải nghiệp và giải thoát cho con người được học hỏi qua các bài học trong cuộc sống để thay đổi nhận thức và hành vi cho đúng tốt, như vậy có đúng không ạ? Thì đúng rồi, cái đó cũng là ngôn từ thôi. Ví dụ như mình nói là nguyên lý vận hành của pháp. Còn bên đạo Thiên Chúa thì nói đó là Chúa. Thì cái tên gọi thôi, còn quan trọng là mình giác ngộ ra cái sự thật là cái gì á. Cái đó mới quan trọng. Còn cái đó là chỉ gọi tên thôi. Dạ, câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ thưa thầy, cho con hỏi về số 3 trong đạo Phật. Vì sao phải lạy ba lạy hoặc là đọc câu kệ ba lần ạ? cái đó cũng là bánh nhất tí thôi, cái đó. Chơi còn 3-4 lần gì cũng được. muốn lạy như mấy lạy. Tại vì là Phật pháp tăng, cho nên mình biết là lại ba lại là lại Phật, lại pháp, lại tăng vậy thôi. chứ còn trường đó thì cũng không quan trọng. Có người ta người ta
người ta cũng nghiên cứu về cái con số đó thì nó cũng rất là lạ. Con số nó cũng có một cái ý nghĩa nào đó trong đời sống. Thí dụ như năm tháng ngày giờ của sinh ra đó, người ta có thể là lập thành số tử vi hoặc là thần số học chẳng hạn. Và ngay cả cái số điện thoại của một người á, có người coi cái số điện thoại của thầy cái là nói thầy đúng ý nguyên, nhưng mà không gặp thầy, tức là nói với một người đệ tử của thầy á, hỏi số điện thoại của thầy là số mấy, cái là người đệ tử mới cho cái người đó cái số điện thoại của thầy, là ngồi nói phân phát là là thầy tính như thế nào, cái gì là đúng y chang luôn. Con số nó cũng lạ, nhưng mà mình cũng đừng quá quan tâm đến chuyện đó. Bây giờ cái quan tâm của Đức Phật á, cho còn trên đời này nó có rất là nhiều cái mà cực kỳ là vi diệu, bất khả tư nghị. Người ta có thể coi trên cái coi cái tướng người ta cũng biết được, người ta coi chữ ký người ta cũng biết được. Có nhiều chuyện lạ lùng lắm trên đời ấy. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình mà cứ mà chạy theo những cái mà lạ lùng đó trên đời, cái ví dụ đó trên đời ấy, thì mình cứ luân hồi sinh tử mãi, chạy đuổi theo cái này hay quá, chạy đuổi theo cái kia hay quá. Còn bây giờ mình cứ trên cung đường mình thấy cái gì thì mình thưởng thức cái đó thôi. Cũng chim hót cái thì mình nghe hay, thấy cái hoa thì mình thấy cái hoa màu sắc dịu dàng gì đó chẳng hạn vậy thôi. Qua đi tiếp thấy có mùi thơm mùi hôi gì đó thì mình cứ sống trải nghiệm tất cả những cái đó vậy thôi. Chứ còn nếu mà trải nghiệm là sao? Trải nghiệm tức là qua rồi thì bỏ là gọi là trải nghiệm. Còn kinh nghiệm á, thì là qua rồi là giữ lại. Đó, cho nên thầy dùng cái từ trải nghiệm chứ không dùng từ kinh nghiệm là vậy. Thì á, khi một cái người mà cứ thấy cái này cái, nếu mà nó có hai trường hợp á. Trường hợp mà người ta nói là giống như người đó trời phú. Trời phú là cái người nó tự nhiên có cái phẩm chất nào đó, cho nên á, tự nhiên được hưởng cái một cái khả năng gì đó thì cái nó tự nhiên. Còn có cái thứ hai á, là người ta mới thấy cái khả năng nó hay quá, cho nên người ta mới cố luyện để người ta giữ cái khả năng đó. Nhưng mà trong đạo Phật á, thì Đức Phật ở đây ngài không có khuyến khích để mình luyện cái gì cả. Tất cả đều chỉ là chứng ngộ thôi, tức là để thấy qua thôi, tức là mình đi qua thì mình thấy rồi thì mình đi. Cho nên cái trong đạo Phật có hai cái từ là Tathāgata, tức là Như Lai, và Sugato là thiền thể. Như Lai là đến như vậy và thiền thể là đi như vậy, tức là đến đi như vậy thì cũng đồng thời là chẳng hạn tới ngày đó thì mình nghe tiếng chim xong rồi hết rồi mình đi tiếp rồi lại thấy cái hoa mình đi tiếp rồi thấy đông phân thế như vậy, tức là cứ đi chỉ thấy rồi đi qua vậy thôi, chứ không có dừng lại. Không phải vì cái hoa đó mới dừng lại hay là tiếng chim hót cái là cứ coi chim ở đâu rồi, không cần cái đó. Đại khái là vậy. Thì cái đó gọi là Như Lai thiền thể, tức là một cái người sống. Cho nên ngay cả Niết Bàn mà Đức Phật ngài nói là Như Lai chỉ thấy Niết Bàn thôi, chứ con cũng không phải là ham thích trong Niết Bàn, mà cũng không phải là xem Niết Bàn là ta của ta, tự ngã của ta gì hết. Cho nên tất cả chỉ là những trải nghiệm, dù là trải nghiệm đó là trải nghiệm xấu hay trải nghiệm tốt, thì tất cả đều chỉ trải nghiệm và đi qua thôi. Còn nếu mình cố giữ lại một cái gì đó thì có khi nó lại là nó lại trói buộc mình đó, mình phải thấy ra điều đó. Còn tùy duyên thì khác. Tùy duyên là lúc đó đói đương nhiên nấu ăn thôi chứ sao giờ lạnh quá thì phải đắp mình lại thôi, thì cái đó là tùy duyên thì khác. Nhưng mà khi mình nắm giữ một cái gì đó và mình muốn là phải như vậy á, thì là bắt đầu học